mọi người. Ở quê chị hôm qua mưa lớn quá trời nên mình đi chợ quê cái mình bị mắc mưa á. Rồi tối mình mắc mưa, chị qua mình mắc mưa cái tối lại nó cảm mình luôn mọi người, cảm sốt luôn. Sáng nay mình nấu nuôi nè mọi người, nuôi rau củ á, nuôi rau củ mình nấu với lại tôm khô, thịt bằm với tàu hủ nha mọi người, để ăn sáng đó, mọi người. Đây tôm khô, thịt bằm, nuôi rau củ nha mọi người, với tàu hủ nè, đây là với bắp nữa, bắp mình lại hộp ra mình nấu ở nhà. Mình ăn sáng là mình nấu đơn giản vậy đó mọi người, ở quê cũng chỉ nấu đơn giản vậy thôi. Sáng nay là mình nấu hai tô, mình sẵn một tô, mình một tô nha mọi người. Đây. Nuôi rau củ quả đó mọi người. Hôm nay là đã bị bệnh rồi cho nên sáng nay ăn nuôi thôi.